Và phòng ngừa rủi ro trong khu hành lang sâu rộng của tòa nhà ACT Cách mạng tháng 8. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tủ kính phòng cháy chữa cháy không bám bụi, dễ mở. Kiểm tra bình phòng cháy chữa cháy và vòi cuộn phải được để đúng nơi quy định. Phần hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy được dán trong bề mặt của kính tủ phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng trong mọi trường hợp cần sử dụng. Sàn hành lang sạch, bóng, không rác, không bị đổ nước uống hay dây bẩn trên sàn. Nếu phát hiện, liên hệ bộ phận vệ sinh để lau dọn sớm. Kiểm tra toàn bộ đèn trần trên hành lang. Phát hiện sớm nếu có bóng đèn bị hư để liên hệ sửa chữa. Bồn cây phải nằm ngay ngắn trên hành lang. Xem xét chỉnh lại vị trí của bồn nếu không nằm ngay ngắn. Cây cảnh xanh, sạch, trong bồn cây không có rác nổi. Hành lang công cộng luôn phải có sẵn ít nhất một thùng rác để sử dụng. Thùng rác cần được thay túi thường xuyên nếu đã gần đầy rác, đảm bảo không có mùi lạ. Các bảng biểu hướng dẫn lối thoát hiểm phải nằm ở vị trí dễ tìm, dễ thấy trên hành lang công cộng. Kiểm tra đầy đủ tất cả các tủ phòng cháy chữa cháy nằm trên hành lang công cộng. Nút nhấn báo cháy vẫn còn nguyên vẹn bề mặt bảo vệ phía bên ngoài. Đèn chỉ lối thoát hiểm phải luôn sáng đèn, nằm ngay ngắn, đúng vị trí. Tay nắm cửa thoát hiểm còn nguyên vẹn, dễ dàng đóng mở cửa thoát hiểm từ cả hai phía trong và ngoài hành lang. Đảm bảo nhân viên trong tòa nhà và khách hàng tuân thủ quy định không hút thuốc lá trên hành lang công cộng. Vừa rồi, tôi vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn về tiêu chuẩn kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong khu hành lang công cộng của tòa nhà ACT Cách mạng tháng 8. Các quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Xin kính chào.